Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là đầu phố Trần Hưng Đạo, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội các bác nhé. Phố Trần Hưng Đạo này thì bắt đầu từ nối từ phố Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho đến phố Lê Lợi các bác ạ. Thành phố này dài khoảng độ hơn 200m thôi và chạy qua quận Hà Đông, chạy qua chợ Hà Đông các bác nhé. Vậy đây là con phố có thể nói là kinh doanh rất là tốt. Đầu đường phố này thì ta thấy là rất nhiều cây xanh bóng mát các bạn ạ. Đấy, thể hiện trên cái phố Trần Hưng Đạo này có một căn nhà. Đấy, diện tích là 210m², mặt tiền là 5m, xây 4 tầng các bạn nhé. Gần ngay phía chợ Đông đấy, hướng Đông Nam. Hiện là kinh doanh rất là tốt, giá chào hiện tại là 33,5 tỷ các bạn nhé. Đấy, các bác quan tâm đến nhà mặt phố còn là Đông nói chung và phố Trần Hưng Đạo nói riêng thì liên hệ em theo số điện thoại 0985204435. Em tên Minh, phục vụ các bác 24/7. Bây giờ mời các bác cùng đi dạo qua cái con phố Trần Hưng Đạo này xem là có cái gì các bác nhé. Bên trái chúng ta thì sẽ ngang là phố Ấp Phan Bụi Châu các bạn ạ. Đây còn phía trước ngã tư chúng ta đây là phố Bà Triệu các bạn nhé. Đấy, nhà mình là đối diện với chợ Hà Đông các bạn ạ. Đấy, kinh doanh thì vô đối các bạn ạ. Đây là dưới phải là phố Trưng Chắc các bác nhé. Như vậy là 210m², xây 4 tầng, mặt tiền 5m mà giá chào có 33,5 tỷ các bác ạ. Như vậy là chưa đến 159 triệu, khoảng 159 triệu 1m² các bác nhé. Như vậy nhà trung tâm phố cổ, trung tâm chợ kinh doanh sầm uất mà giá chưa đến 160 triệu 1m. Đây là phố Trưng Nhị này các bác. Vậy giá như thế là quá mềm. Ở khu phố này thì không có quy hoạch gì các bác nhé. Đây, phía trước chúng ta đây là hết phố Trần Hưng Đạo rồi. Phía trước đây là phố Lê Lợi các bác nhé. Bên trái đây ra là ra đường Quang Trung. Như vậy hầu hết là cái mặt phố Trần Hưng Đạo là bám vào chợ Hà Đông các bạn ạ. Đây chợ Hà Đông đây các bác quan tâm. Rồi em nhắc lại cho bác căn nhà mặt phố Trần Hưng Đạo với diện tích là 210m², 210m² các bác nhé. Xây 4 tầng, mặt tiền 5m, giá chào là 33,5 tỷ các bác ạ. Giá đang quá mềm so với nhà mặt phố trung tâm của Hà Đông các bạn. Các bác quan tâm liên hệ em theo số điện thoại 0985204435. Các bác nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ giúp em nhé. Đa tạ các bác.